nghe về những kỷ niệm. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời ca hát của Phương Dung, vào năm 62 Phương Dung có một bài đã đi vào lòng khán giả, đó là bài Nỗi Buồn Ngạt Trọ. Vào năm 64 Những Đồi Hoa Sim, riêng 65 lúc đó thì mới có chương trình truyền hình, thành ra anh Nhật Trường đã dàn dựng một cái bài hát mà hôm nay Phương Dung sẽ trình bày. Bài hát đó Phương Dung đóng vai một người tình của một người lính chiến, và với cái sự dàn dựng rất công phu của anh, bài hát đó Phương Dung đã đem về cho hai giải thưởng, một cho tác giả là bài xuất sắc nhất của năm 1965 và giải huy chương vàng tân nhạc của nữ ca sĩ vào năm 65. Em được nhìn hình ảnh của chị thuở đó, chị rất là đẹp. Như vậy thì giữa một người nhạc sĩ đào hoa lãng mạn đa tình với một nữ ca sĩ có giọng hát thật là tuyệt vời, không biết ở giữa hai người có chị gì không ạ? Kính thưa quý vị, Việt Dũng hỏi một câu hỏi rất là cắt cớ, nhưng mà thật sự thì Phương Dung không phải là người tình của anh Trần Thiện Thanh. Phương Dung là một người rất mến mộ anh Trần Thiện Thanh, Nhật Trường. Tự vì trong những tác phẩm của anh Nhật Trường vào thập niên 60, Phương Dung hát rất là nhiều ca khúc Biển Mặn, Hoa Trinh Nữ, Tạ Từ Trong Đêm, Đám Cưới Đầu Xuân, vân vân. Thành ra cái tình cảm mà Phương Dung dành cho anh Nhật Trường là một cái tình cảm giữa một người em gái và một người tác giả, chứ còn không có tình yêu giữa Phương Dung và anh Nhật Trường. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi thưởng thức hai tình khúc lãng mạn của Nhật Trường, Trần Thiện Thanh sẽ được tiếp nối trong chương trình ngày hôm nay. Nhạc phẩm Tạ Từ Trong Đêm và nhạc phẩm Từ Đó Em Buồn sẽ được trình bày qua tiếng hát của con nhạn trắng gò công Phương Dung và tiếng hát thế hệ trẻ hiện nay đang được rất nhiều người yêu mến. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Băng Tâm. Trôi khuya anh đi rồi, sao trời đường lối. Khi thương mến nhau, hai người hai ngã tranh sao bồi hồi. Hẹn gặp nhau đây, đêm thâu lá đổ, sương răng kín mờ, nhạt nhòa ước mơ, đã gặp nhau rồi.